vợ chồng gây lộn. Đánh lộn sao toàn cái tin gì đâu không. Đánh quá ha. Cái chuyện mà người ta kêu làm thì không làm đâu. Mấy bữa trước em nói anh sao, kêu người tới đổi ga rồi anh làm chưa? Thì anh quên. Cũng may cho anh là em nấu xong mới hết ga nha, nếu không á cho cả nhà nhịn đói bữa nay. Sao nhịn đói được, giờ em muốn nấu được thì ra ngoài mình ăn thôi chứ có ở đâu khó khăn. Cái gì cũng nói được hết á. Còn cái chuyện này nè, anh nhớ cái vụ mà tiền nước không, tiền điện không, người ta đem giấy phiếu tới anh nói là để anh đi đóng cho rồi. Rốt cuộc sao? Cuối cùng quên, người ta cắt điện mấy ngày đó, anh thấy phiền không? Thì ai mà chẳng có lúc quên đúng không? Ủa nhưng mà em là vợ mà, em phải nhắc anh chứ. Nhắc anh ơi, chiều nay đi đóng tiền điện. Anh ơi, sáng mai đi đóng tiền điện. Em nhắc vậy làm sao mà anh quên được. Giờ tự nhiên ngồi đổ lỗi cho anh, kỳ ghê nè, luôn. Nè, anh nhớ lại đi. Hôm bữa đó anh nói sao? Anh đinh ninh một hai, để đó anh đóng cho. Rồi sao? Lại quên. Em cứ tưởng là anh đã đóng rồi nên em không thèm nhắc. Đó, trời ơi, người gì mà quên trước quên sao? Em không hiểu tại sao em có thể sống nên đến từng này luôn. Em nói vậy mà em nghe được hả? Ủa em trách anh đúng không? Quên trước quên sau đúng không? Anh quên mấy cái chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn em quên con mới là chuyện lớn. Em quên con hồi nào? Thứ sáu tuần rồi. Em nói là để em sáng em đưa đi, chiều anh rước về. Đó. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Nè. Hôm bữa đó chúng ta giao kèo như thế nào? Anh nhắc bây giờ em còn tức nữa nè. Ủa giao kèo sao? Em đưa đi học, anh là người đón về đúng không? Thì đúng rồi. Vậy sao anh trách em? Nhưng mà chiều hôm đó là anh là đi với sếp, đi công việc, tiếp đối tác. Cho nên là anh nhắn với em là: em ơi, anh bận quá, anh không về kịp, em rước con giùm anh nha. Em có biết đọc tiếng Việt không? Biết chứ. Biết đọc chứ, biết viết văn chứ, biết chữ giỏi luôn. Mà sao mà nói nghe nè, có điện thoại tại sao không gọi? Đúng không? Tự nhiên nhắn tin, em lu bu công chuyện, đâu có để ý đâu mà coi. Em biết là bữa đó là con là coi như là chú Năm, hên là chú đi ngang trường, thấy nó đứng tội nghiệp quá, chở nó về. Chứ bữa đó mà lỡ như gặp người xấu thì sao? Hả? Rồi anh nhắc tới bữa đó em cũng nói luôn. Xong sau đó sao? Chú Năm qua nhà máng vốn hai vợ chồng, nói hai vợ chồng là không có trách nhiệm với con cái. Trời ơi, lúc đó có cái lỗi cho em chui đó, em trốn luôn rồi đó. Bởi vì em không bao giờ mà chịu quan tâm tới con cái hết trơn á. Phụ nữ gì kỳ quá thiệt, anh không hiểu sao mà chúng ta có đó, thể sống. Lại là người bạn gọi đi không? Cô của thằng Khánh. Bậy bạ. Dạ tôi phụ huynh của em Khánh cô. Dạ. Dạ sao cô? Dạ. Dạ sáng mai lên trường gặp cô. Dạ tại vì thôi có gì cô nói thẳng luôn đi cô. Tại vì sáng mai tôi cũng có công việc nhiều lắm. Dạ sao cô? Cái gì? Thằng Khánh nó vậy hả cô? Dạ thôi, được rồi. Tôi sẽ về tôi dạy dỗ lại nó. Dạ cảm ơn cô đã thông báo cho tôi biết. Dạ phiền cô quá. Dạ chào cô. Anh thằng Khánh nó bị cái gì vậy? Trời đất ơi, sao mà ra nông nổi vậy? Nó bị cái gì? Bạn ăn hiếp nó hả? Nghĩ sao mà bạn ăn hiếp nó hả? Nó không ăn hiếp người ta thì thôi. Em về dạy dỗ lại nó đi nghe. Lúc này mày đặt ăn cắp tiền của bạn rồi đi chơi game, cô giáo phát hiện được bây giờ gọi điện thoại mắng vốn cho anh đây nè. Cái gì? Thằng Khánh ăn cắp tiền bạn? Em nói cho anh nghe, chắc cô nó lầm rồi. Ai vu khống nó thôi, chứ nghĩ sao? Ủa nhà mình có thiếu thốn cái gì đâu mà để nó ăn cắp tiền, đúng không? Cái vấn đề đó anh không biết, nhưng mà cô giáo làm sao mà người ta nói tầm bậy tầm bạ được, đúng không? Phải có người ta mới gọi nói chứ. Em á, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Nữa, cái gì tôi đổ lỗi cho em nữa? Ủa cái gì, tất cả lỗi lầm trong nhà này là anh đổ cho em hết hả? Ủa con mình em đẻ ra hả? Mình em dạy hả? Ủa anh dạy tốt, anh dạy giỏi sao nó dạy nó đi. Anh là người đàn ông, anh phải ra đường anh kiếm tiền về để nuôi cái gia đình này chứ. Kiếm tiền, lúc nào cũng tiền, không bao giờ quan tâm tới con. Đó, cho tiền nó xài cho nhiều vô, bây giờ thiếu thốn cái nó đi ăn cắp tiền, đó. Thôi mệt em quá, nói chuyện với em tức quá. Vậy thôi, nghĩ nói chuyện đi. Như đàn gãi tay trâu vậy. Rồi, lo đi kiếm anh Khánh về kìa. Nó mà giờ đây về. Con mới đi đâu về? Hả? Dạ, con mới học nhóm về. Con mới đi học nhóm về hả? Thấy không? Giống ai rồi đó. Con đừng có nói dối với ba. Ba biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Hả? Tại sao con ăn cắp tiền của bạn? Hả? Con có biết đó là chuyện làm xấu không? Ba có bao giờ dạy con vậy không? Tại sao ăn cắp tiền? Xin lỗi ba. Mẹ để con thiếu thốn hay sao? Hả? Mà cũng không phải con ăn cắp nữa. Thằng kia nó xúi. Cái gì?
thằng nằm suối con. Vậy tại sao? Con lớn rồi mà, con lớp 6 rồi chứ đâu phải là con nhỏ đâu. Nó kêu con ăn tầm bậy là con ăn hả? Hả? Bây giờ bà hỏi con, thằng nào con dẫn ba tới nhà bạn đó, ba mắng dấu phụ huynh liền. Nhanh lên. Ý, cũng không phải nữa. Tại vì bạn đó để tiền lung tung, con thấy con mới lượm. Bây giờ là sao? Con là... nói rõ ra coi. Hồi nãy tới giờ là con nói dối ba mấy lần rồi nghe. Con nói là con đi học nhóm, rồi con về trễ là một lần, rồi xong bây giờ là con nói cái chuyện mà con lượm tiền là sao? Hả? Ai dạy con cái tính nói như vậy? Hả? Thì chẳng phải ba mẹ cứ đổ lỗi cho nhau, cứ đi làm kiếm tiền chứ có lo cho con đâu, cứ xem bạn bè con có tốt hay xấu đâu. Khanh! Khanh! Đó, anh nghe con nói chưa? Tất cả lỗi là vợ chồng mình hết á. Lớn mà không biết làm gương cho con, không biết quan tâm tới con cái. Anh nghe rồi, anh cũng thấy thật sự là vợ chồng mình sai rồi. Anh suốt ngày chỉ biết lo đi kiếm tiền mà thật sự không biết dành thời gian cho con, không tâm sự với con để con muốn gì, cần gì. Lỗi không phải mình anh đâu, em cũng có lỗi nữa. Em cứ nghĩ á, là cứ mua đồ chơi nào mà con thích và cho con thoải mái chơi game, rồi như vậy là con sẽ ngoan ngoãn học hành. Nhưng mà đâu có ngờ đâu, con cần phải người hướng dẫn định hướng cho con. Thôi, coi như đây là bài học kinh nghiệm của hai vợ chồng mình. Quan trọng là từ đây về sau nè, phải biết lo lắng cho con cái hơn, quan tâm con hơn, coi con muốn gì, cần gì. Với lại tuyệt đối, từ đây về sau là hai vợ chồng mình là không cãi lộn gì trước mặt con cái hết. Em biết rồi. Bây giờ là chúng ta phải biết hòa hợp với nhau, phải biết giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Lỡ mà có xảy ra cãi vã thì cũng phải nhỏ nhẹ, phải tìm ra cái điểm sai và hỗ trợ nhau để vượt qua. Hứa nghe. Thế giới là cả khoảng trời trong em, nhưng đến bây giờ lúc em cần anh như không quan tâm, chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay. Sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều giản đơn đến thế? Gian bên nhau đã thói quen là cách bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia ra nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương. Giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nếu như một ngày